mỗi năm. Cứ đến ngày 20 tháng 11 thì lòng tôi ngập tràn xao xuyến khôn nguôi, nhớ về thầy cô, những người đã không ngại khó nhọc dạy dỗ, dìu dắt chúng tôi trở nên những người hữu dụng cho quê hương và đất nước. Không thầy đố mày làm nên, người xưa đã dạy như thế. Tôi không bao giờ dám sao lãng dù chỉ một phút giây, hay nhất tự di sư, bán tự di sư. Nên đối với tôi, những ai đã từng dạy dỗ tôi ở bất kỳ lĩnh vực nào, môn học gì, tôi đều trân trọng xem là thầy tất cả. Những bài học vỡ lòng về tất cả các lĩnh vực, và còn rất nhiều mà suốt cuộc đời tôi không thể nào quên. Về thăm lại mái trường xưa với bao kỷ niệm, nơi tôi bắt đầu học đánh dần các con chữ A, B, C. Bóng dáng thầy cô vấn dương không rơi. Một thời tuổi thơ trôi theo cánh phượng, lời nói thầy còn vọng mãi đâu đây. Ngôi trường giờ đã thay đổi rất nhiều, phòng học khang trang hơn, còn thấm màu nước sơn nhiều tô điểm. Sân trường sạch in bóng hàng cây xanh dẫn đến lớp học ngày nào. Đứng trước một lớp học bất chợt, hình ảnh người cô đầu tiên uống nắng, tôi từng nét chữ, dạy tôi từng cách phát âm, đã khơi lại trong ký ức của tôi. Người cô luôn hết lòng vì học trò thân yêu, chăm bón những mầm non của mình thật tốt để sau này giúp đời. Còn nhớ mỗi lần tan trường, cô luôn bắt tôi ở lại đứng cạnh cô học thuộc bài và cả bài đến tận chiều tối. Từ đó học lực tôi ngày càng tiến bộ và trở thành một học sinh giỏi qua các học kỳ trong các năm học cấp 1. Và cũng từ ấy, những hình ảnh thầy cô đã liên tiếp hiện ra trong trí nhớ tôi. Người thầy dạy tôi thời trung học cơ sở, một người thầy rất giản dị, áo sơ mi cùng một chiếc xe đạp gà tàn cộc cạch. Thầy dẫn đến trường dạy học hàng ngày. Có lúc thầy bị ốm đau, thầy vẫn cố gắng không ngại cực khổ, ngồi với ánh đèn le lét miệt mài bên trang giáo án, tìm tòi những kiến thức hay để truyền đạt cho chúng tôi. Có lúc những lúc thầm lặng ngắm dần trán thầy động lại những nếp nhăn vì những đêm suy nghĩ về đàn em thân yêu của mình. Vào lớp, thầy rất tận tình dìu dắt từng em, giúp cho các em yếu kém ngày một tiến bộ. Bài giảng của thầy như chắp thêm cánh ước mơ cho chúng tôi bay cao hơn nữa. Và tôi không thể nào quên được những lần trốn học bị thầy bắt được, mất trật tự bị thầy nhắc nhở ghi sổ đầu bài. Nhưng không vì thế mà thầy lấy làm bỏ rơi chúng tôi, luôn quan tâm theo sát chúng tôi, dạy bảo và động viên chúng tôi cố gắng học hành cho tốt để trở thành người có ích cho xã hội. Thầy luôn là ngọn đèn soi sáng như ánh nắng lung linh, và là ngọn đuốc dẫn lối tôi đi đến những ước mơ. Có một lần vô tình nghe lại những bài hát nói về ngày nhà giáo Việt Nam, tôi tự nhủ lòng mình là sẽ về thăm lại ngôi trường xưa, về thăm lại thầy cô mình. Giờ trở lại mái trường xưa, tôi tìm lại thầy cô bao nhiêu năm xa cách, tóc thầy đã bạc phơ. Ôi sân trường ngày xưa, một thời hồn nhiên và đầy mơ ước, cô thầy đâu rồi, nghe trong tim tôi vang tiếng cô thầy. Học đi em, học miệt mài, ngày mai cố gắng, ngày mai quy hoàng. Đó là những lời khuyên của thầy cô, còn vang mãi đâu đây. Chính hai câu thơ đó làm động lực cho tôi phấn đấu trên con đường học vấn. Và giờ tôi có được như hôm nay, tôi rất ước ao mong gặp lại cô, dân cô bỏ qua tươi thắm để tỏ lòng cảm ơn chân thành nhất. Trong số các thầy cô của tôi có những người còn đang bận biểu với nghề, có người đã đi về cõi vĩnh hằng. Nhưng dù thế nào đi nữa, với truyền thống tôn sư trọng đạo, tôi vẫn luôn nhớ ơn thầy cô. Thầy cô là những nấc thang để nâng chúng tôi bước lên ở vị trí cao hơn. Thầy cô là những người đã giảng giải cho tôi bao điều hay lẽ phải, giúp tôi tiếp cận và lĩnh hội tri thức, khơi dậy trong tôi những khát vọng khôn cùng. Trong hành trình cuộc đời, hình ảnh thầy cô luôn ở trong tâm tôi, hơn thế luôn luôn nhóm lên ánh sáng và hy vọng cho tôi mỗi khi tôi gặp khó khăn. Có thể nói các thầy cô thật sự là kỹ sư tâm hồn, những người dèo đò một đời âm thầm và lặng lẽ trên đường đời muôn vàn nẻo. Và cũng chính những người dèo đò ấy đã đào tạo ra những kỹ sư bác sĩ, những nhân tài cho đất nước. Những kết quả đó, công lao đó của thầy cô, chúng tôi luôn luôn trân trọng để nơi tận đáy lòng và tôn kính trọn đời. Ngày hôm nay, tôi đã ở một vị trí không phải là một người giáo, nhưng vẫn luôn hướng về một nơi, một mái ấm gia đình thân yêu nhất, nhớ đến những thầy cô, nhớ về mái trường đã cho tôi vững bước vào đời, với niềm tự hào, lòng biết ơn vô hạn.
dù có đi suốt cuộc đời này, tôi vẫn không thể nào đền đáp được ơn nghĩa ấy và công lao ấy. Tôi luôn ghi nhớ hình ảnh các thầy cô, những người đã cống hiến trọn đời mình cho sự nghiệp giáo dục. Nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11, với tất cả tấm chân tình mà tôi muốn gửi đến thầy cô, dành tặng những tình cảm sâu sắc từ trong sâu thẳm của lòng mình và biết ơn đến với các thầy cô giáo, xin chúc cho các thầy cô giáo dồi dào sức khỏe, hạnh phúc để tiếp tục dìu dắt tiếp thế hệ học trò sau này đến với bến bờ vinh quang.